Bằng ủi. Trời ơi, đi cà sột cà sạc, nó nóng gần chết. Còn áo thì nghe lấy đồ tang của người ta bỏ đó, đi nhuộm mực tàu cho nó thâm đen đen là bận. Có khi bận thấy luôn cái chữ tang trí kỳ ai sau lưng vậy. Nhà thầy lên thăm nó, trời ơi sao nhìn thấy ghê quá. Nhìn thầy cái thấy nguyên cái quan tài. Thời đó mà còn khổ, mà không phải không có tiền đâu nha quý vị. Đừng tưởng là bận độn vậy là nghèo nha. Xin thưa, chưa chắc ai là đại gia đích thực. Trong mỗi một hoàn cảnh, chúng ta đều bị ảnh hưởng nhất định bởi những tác động của cuộc sống, của xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ bị tác động ở cái chiều hướng khác. Cho nên ở đây Tam Tổ Tăng Sáng muốn hướng người tu đi đến cái điểm đích cuối cùng của mình, giống như là đi thẳng một con đường, không có đi ngã rẽ, không có đi vòng, cho nên tạm gọi là chí đạo, tức là đạo cả. Chữ chí này là lớn. Thí dụ như chí hiếu, tức là cái lòng hiếu thảo lớn. Chí đức, tức là cái đức lớn. Chữ chí này là CH nha, chứ không phải là TR. Tại vì thầy người miền Nam cho nên thầy đọc chữ chí rồi này kia nói nó không có chuẩn. Chứ còn miền Bắc thì người ta nói chữ chí, nghe nó sang lắm. Thầy là chí à, chứ không có chí. Giống như sư ông giờ kêu thầy ông Thận đâu, ra đây coi. Người miền quê là như cái ông Thận à. Chứ còn bây giờ mình đi nhiều cái mình nói sang Thuận, nói cái miệng phải chu ra vai tròn vậy đó. Ở góc độ của một người tu chứng, cho nên đạo đạo cả mà tổ xác định là nó ở ngay trong cuộc sống, rất gần gũi với chúng ta. Và chúng ta tìm được cái đạo cả này hoàn toàn làm cái chuyện bình thường, dễ dàng, ai cũng có thể làm được hết. Sở dĩ mà chúng ta không thành tựu được, chúng ta không đạt được cái mục đích này là do chúng ta thích chọn lựa. Nền tảng của chọn lựa là gì? Quý vị, là tham chấp. Tức là từ cái gốc tham chấp chúng ta mới đi tới chọn lựa. Chắc chắn bây giờ đi mua một sản phẩm, cho dù đó là một bó rau, quý vị có chọn lựa không? Có không? Có hết. Ngay cả thầy nè, thầy đi lên đây thầy ngồi thầy cũng chọn lựa đồ nào cho hợp với dáng em, chuỗi nào cho nó đẹp. Những thứ rất bình thường đó, nhưng quý vị đừng có tưởng rằng nó sẽ không ảnh hưởng, nó sẽ thành thói quen. Và thói quen này đến khi nó không tách rời được với mình thì nó đã biến thành nghiệp. Ai đụng tới thói quen này chúng ta sẽ phản ứng, tánh tôi như vậy, nết tôi như vậy, sở thích của tôi như vậy. Cái thế giới là mấy tỷ người thì nó có mấy tỷ sở thích. Thì như vậy khi ngồi chung lại với nhau thì sao? Có chuyện. Suy nghĩ như thế quý vị sẽ hiểu được tại sao những đôi vợ chồng thương nhau vô cùng, xa nhau là nhớ kinh hồn vậy đó, nhưng mà gặp nhau thì gây lộn thôi. Là vì tánh tôi không hợp với tánh ông. Suy nghĩ của ông đã không giống suy nghĩ của tôi. Nhưng mà đóng nắp quan tài thì xin lỗi, ông với tôi cũng giống nhau thôi. Ở đây mình không phải là cái kiểu ngang tàn để chúng ta cùng chung một cái cách suy nghĩ cho khỏi ai nói gì. Nhưng thực chất có những lúc chúng ta phải phải hết sức bình tĩnh để nhìn thấy những thói quen của mình, những sở thích của mình, những lựa chọn của mình có thật sự đem tới bình yên cho mình không. Thầy thấy đơn giản thôi,
thầy đi mua đồ. Thỉnh thoảng thầy cũng đi mua đồ quý vị. Bữa hôm thầy đi siêu thị, thầy mua đồ, đi mua sắm, gọi là đi shopping. Thầy thấy đồ rẻ, đồ đẹp, thầy mua quá trời quá đất. Xong mà thầy đem về, thầy tặng cho một cái chùa quen. Té ra ta mua trước mà ta mua còn rẻ hơn. Trời ơi, thầy quê dễ sợ. Mấy cái khai, mấy cái mâm nhỏ nhỏ đó, thầy thích mua mấy cái đồ lặt vặt để mình sử dụng. Mình để một ly nước, rồi cái khăn hoặc là một cái dĩa bánh gì nhỏ đó cũng gọn, cũng lịch sự. Thí dụ cho bốn vị khách mình để bốn cái khai nhỏ vậy, coi như khỏi ai xâm lấn của ai. Chứ để một cái dĩa bốn người thì thầy thấy có người ta ăn quá trời, còn có người không dám ăn. Thầy thấy ông kia ông làm tới tấp ở trên bên đây phải nhịn đó chứ sao. Xong thầy đem thầy tặng cho một cái chùa đó, chiết ra tặng bốn cái. Thầy nói chỗ này con mua được rẻ lắm, đẹp lắm. Thầy thấy sư bà ngồi im ru à, té ra sư bà mua rồi, xài trước mình rồi, mà mua còn rẻ hơn nữa, tại mua ở ngoài, còn trong siêu thị nó mắc hơn. Tuy rằng sư bà rất là tế nhị, không có nói giống như người ta, trời ơi thầy hố hàng rồi. Nhưng mà trong bụng mình cũng thấy là mình bị mua lầm. Mà hết sức là chọn lựa, mình cũng buông. Cho nên thầy nghĩ rằng quý vị ở nhà là sẽ gặp trường hợp này nhiều nhất. Thí dụ mình mua một bộ đồ đi, mình khoe một bộ đồ là đẹp cho cái đứa bạn thân mình, trời cái mỏ nó chu ra như mũi bưởi vậy. Tiệm nào nó bán cho bà được bộ này, nó mua nải chuối, nó cúng á, nó ăn mừng, là mình thấy là rồi mình đi khoe không đúng người rồi, không nhầm đối tượng rồi, là buông liền. Quý vị phải để ý những cái cảm xúc này, nó đưa chúng ta đi tới đâu. Và thực trạng cảm xúc đó, nó làm cho con người ta có bình yên hay không. Đạo cả tỏ rạng hay là chìm sâu vào trong dòng cảm xúc lựa chọn này, đây là cơ hội để chúng ta quán chiếu. Cũng xin thưa với lại quý vị là hoàn toàn những điều mà thầy trình bày ở đây nó cũng chỉ mang tính lý thuyết. Chứ đối với thực tập thì phải tùy theo cái khả năng nhận định và cái công phu của mỗi người. Và thầy thường hay lấy thầy ra làm thí dụ để chúng ta khách quan nhận định về một vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta bị kẹt vào cái sự thương ghét. Thương ghét là nó tồn tại trên ngã chấp. Nếu không có ngã chấp chúng ta không có thương ghét, chắc chắn. Thương ai ghét ai đều có sự hiện hữu của cái tôi cả. Ngay cả người tâm thần cũng có thương ghét nha quý vị. Nhưng mà họ mập mờ, chập choạng giữa cái tỉnh và cái mê. Cái nhận thức của họ nó không có liên tục. Cho nên có khi họ hiểu hết vấn đề đó, nhưng mà ngay lúc đó họ lại hiểu một cách khác. Như có lần thầy đi trại tâm thần, thầy thấy có một cái bệnh nhân nọ, một cái anh đó, thầy thấy ảnh mặc cái bộ đồ của bệnh nhân tâm thần, ảnh ngồi ở một cái góc, nhưng nhìn qua cái dáng mạo thì thầy nghĩ anh này trước đây sẽ là một người rất là có địa vị trong xã hội, là một người mà có điều kiện về kinh tế, cao to trắng trẻo, nói chung là rất là đẹp. Thì khi thầy đi qua thì thầy thấy ảnh ngồi một góc thôi, ảnh không có đi chung với mấy cái người bệnh khác để lấy thức ăn, ảnh ngồi đó thôi. Thì lúc mà thầy trở về lại đó, tôi cũng đi ngang con đường đấy, thì thầy thấy ảnh lại ngồi bên cạnh một
người phụ nữ, mà anh nắm cái tay người phụ nữ đó, anh khóc. Anh khóc, anh kêu: sao mẹ bỏ con lâu quá? Thì thầy đứng lại thầy nghe. Tại thấy cái người phụ nữ này cũng cỡ tuổi ảnh mà ta sánh kêu bằng mẹ. Thì người phụ nữ này cũng khóc. Xong cái ảnh nín, ảnh nhìn mặt: bà đi về đi, bà tới đây làm gì? Mà nhanh lắm quý vị. Quay mặt vô trong cái vách, không thèm nhìn. Chúc bà luôn hạnh phúc với người tình. Người điên cũng biết ghen nha quý vị. Trong sát na trước, người phụ nữ đó anh nắm tay, anh gọi bằng mẹ. Tức là cái nhận thức của anh nó không có chuẩn nữa. Nhưng mà sau đó là anh nhận ra được cái người này là người vợ phản bội của mình. Thì thầy cũng đứng tần ngần ở đó, thầy an ủi. Thầy an ủi cái người phụ nữ đó trước. Tại vì thầy nghĩ cái người này là tỉnh hơn cái người kia. Thầy mới nói là nên dành thời gian nhiều hơn cho người bệnh. Tại vì người bệnh nào cũng vậy, họ sẽ rất là dễ tủi thân. Do tâm lý của họ nó yếu, nó bất ổn. Thì mình không có bệnh đó, mình dành thời gian cho họ thì sẽ bù đắp được nhiều thứ. Thì cái cô đó, cô cũng gật đầu. Cô nói cảm ơn thầy, nhưng mà con bận lắm. Một tháng con chỉ vô đây thăm ảnh một lần thôi. Thì nhìn thì mình cũng đoán được đây là một cái người phụ nữ thành đạt. Qua cách nói chuyện, rồi cách trang phục. Xong thầy mới an ủi cái anh bệnh nhân đó. Thầy nói đừng có buồn nữa. Cái buồn đó mà làm cho chúng ta hạnh phúc thì chúng ta buồn. Còn cái buồn đó mà làm cho chúng ta tan nát cõi lòng thì thôi đừng buồn nữa. Thầy anh mới quay qua anh nhìn. Thầy gõ mõ tụng kinh thì thầy biết chuyện gì tình yêu mà buồn chứ không buồn. Thầy không biết cái ông này ông tỉnh không? Theo quý vị ông tỉnh không? Ông nói câu đó ông tỉnh không? Sao biết tỉnh? Chẳng lẽ trong chùa có mỏ tụng kinh là không biết tình yêu à? Quý vị nghĩ ông tỉnh không? Ông nói câu đó ông tỉnh không? Rất là tỉnh. Thầy nói cha, tình yêu của anh có vẻ quyền bí quá. Nó đã từng đưa anh đến những thiên đường đầy hoa đẹp phải không? Quý vị biết anh nắm tay thì anh kéo xuống anh ngồi nói chuyện liền. Anh kể quyên thiên chuyện ngày xưa. Mối tình của anh là đẹp từ cái thời học sinh tới sinh viên ra trường cưới với nhau. Như vậy đó mà 20 năm vẫn không giữ được. Thầy không nghĩ là anh này bị bệnh. Quá tỉnh, có mặt cái người phụ nữ đó luôn. Người phụ nữ phản bội anh. Thầy lắng nghe. Thì trong cái suy nghĩ của thầy thì rõ ràng là thầy không có nghĩ anh này bị bệnh tâm thần. Tại vì anh kể rất là rõ ràng, rất là khúc chiết. Xong cái anh ngồi, anh im lặng, thầy cũng im lặng, mình im lặng để mình chờ nghe tập 2. Lý do gì sao mà anh xuất hiện ở trong cái cảnh giới đặc biệt này? Thầy muốn biết cái điều đó mà thầy không biết phải hỏi như thế nào. Tại vì ổng, mình không khéo rồi mình khơi lại cái nỗi đau của cái anh này đó thì có thể ảnh sẽ bị sốc. Mà thầy cũng đoán được, dù là thầy chỉ có gắn liền với chuông mỏ, thầy đoán được nguyên nhân khi anh này anh nói hồi nãy là chúc bà hạnh phúc với người tình của bà. Thầy biết nguyên nhân chắc có người thứ ba xuất hiện. Mà thầy thì muốn biết lắm. Chuyện nó xảy ra trước mắt mình không biết thì nó cũng ổn. Thầy ngồi thầy im lặng thầy chờ cho anh nói tiếp.
ảnh cũng im lặng, ảnh không nói. Xong cuối cùng cái ảnh nói, mà thầy tu ở chùa nào vậy? Ảnh vẫn còn biết kêu thầy bằng thầy, vẫn còn hỏi thầy tu ở chùa nào. Thầy mới nói thầy tu ở chùa của thầy. Chùa của thầy là cái chùa nào? Ảnh hỏi vậy đó, có nghĩa rằng ảnh vẫn còn phân biệt được, nhưng mà phân biệt lúc này nó hơi mờ mờ rồi, nó không rõ nữa chùa của thầy là cái chùa nào. Mà có vẻ ảnh suy nghĩ khó khăn lắm. Thầy nói chùa của thầy tức là chùa của thầy nó khác với lại chùa của anh. Anh nói, à phải rồi, chùa của con sao thầy vô ở được, thầy phải ở chùa của thầy chứ. Cái thầy mới hỏi gì, chứ chùa của anh có cái gì? Ảnh suy nghĩ khó khăn lắm. Ảnh mới trả lời một câu mà thầy nghe thầy thấy con người ta khi mà điên loạn chắc người ta khổ lắm, muốn nhớ mà nhớ không được, muốn suy nghĩ mà suy nghĩ không được, và cái dòng suy nghĩ hoàn toàn nó không thuộc về mình làm chủ. Ảnh mới nói chùa của con có cái gì? Có một người. Thầy hỏi thầy nào? Không phải thầy, thằng tài xế. Lúc này là thầy muốn điên theo cái ông này à. Chùa mà không có thầy mà có cái thằng tài xế. Thầy mới nói đúng rồi, chắc là cái anh đó vô làm công quả để chở thầy trụ trì đi phải không, chở anh đi phải không? Phải rồi, nó làm tài xế. Nó làm tài xế, nó chở con đi mỗi ngày mà. Cái im lặng, không nói nữa. Thì khi thầy nghe tới đó, lẽ ra thầy đứng dậy thầy đi, nhưng mà cái người phụ nữ ngồi kế bên khóc. Lúc hồi nãy thì cái người bệnh nhân khóc, bây giờ tới cái người đi nuôi, đi thăm bệnh khóc. Mình mới thấy được cái tâm lý của con người khổ sở lắm nha quý vị. Cái anh này ảnh cũng khóc, mà cái khóc của ảnh nó xót xa lắm quý vị. Chẳng những khóc mà còn hát nữa, vừa khóc vừa hát nữa. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên rồi. Trời ơi, thầy không nghĩ là cái anh chàng này anh tài qua tới cái mức đó. Rất tiếc bây giờ bị khùng. Xong rồi cái anh ấy, cái chùa không còn ai, đi hết rồi, chùa cháy rồi. Có thể nói một cái cuộc đời của con người không có ai đau khổ bằng những lúc mình gặp sự phản bội. Và nguyên nhân anh này bị tâm thần là do vợ phản bội với lại cái người tài xế lái xe đó. Nhưng mà một cái câu hỏi của thầy, một cái câu nói của thầy nó đơn giản thôi, thầy không hiểu được, nhưng mà nó lại vô tình nó trùng hợp với lại cái chuyện của anh này. Anh buồn, anh đi vô chùa anh tu. Anh quyết định bỏ hết, rũ bỏ hết tất cả mọi thứ mà anh đã tạo dựng để lại cho vợ. Con cái là đi học ở nước ngoài hết. Thì chính vợ ảnh cùng với cái người tài xế đó vô chùa cùng với một người luật sư tới gặp ảnh để ảnh ký hết toàn bộ giấy tờ ủy quyền lại cho người tài xế này đứng tên. Tàn nhẫn dễ sợ. Câu chuyện này thầy được nghe chính người phụ nữ đó kể, người vợ đó ra chùa thầy sám hối. Sám hối với cả một cái lòng hối hận sau khi bị cái người tài xế đó phản bội, thì cô này coi như là đã trắng tay. Chồng thì bị khùng, bị điên,
con cái ở phương xa không tha thứ. Đi tới chùa kể lại cho thầy nghe hết câu chuyện đó. Thầy mới nhớ lại cái lúc mà thầy gặp cái anh đó. Và cái cô này cổ nhờ thầy cùng với cổ đi vô cái bệnh viện đó để mà tác động, nói chuyện, để thăm cái anh chồng thường xuyên, để nhờ thầy nói giùm cho anh tỉnh. Thầy không dám đi. Thầy thấy có nhiều Phật tử tuy rằng không có đến nỗi khùng, không có bị giống như cái anh đó kích động cao độ, nhưng mà có những lúc chúng ta đã hiểu được thế nào là khổ đau khi chúng ta bị kẹt vào sự lựa chọn và thương yêu trong cái cuộc sống tạm bợ này. Tất cả những gì mình lựa chọn đều là tốt, nhưng tới khi chúng ta nhận ra sự lựa chọn của mình sai lầm, đó là đau khổ cùng cực. Và cái đau khổ này thường thì đàn ông bị nặng hơn phụ nữ, do cái tánh đàn ông ít nói, còn phụ nữ chí ché tối ngày, chứ nó có chỗ nó thoát. Nói xong cái mình bớt, mình khóc mình chạp cái nó quên, nó vơi đi. Còn người đàn ông giọt nước mắt khô, họ sẽ không chịu nổi những thứ này. Xin lỗi quý vị, thầy kể một cái câu chuyện nó quá là ghê gớm về cái tác hại của cái sự thương ghét lựa chọn mà khi chúng ta vướng vào nó. Nguyên nhân chính là từ cái tôi của mình, từ cái ngã chấp của mình. Cái anh này anh tỉnh không? Anh rất là tỉnh, nhưng mà do cái đau khổ lớn quá, anh trở thành điên loạn. Anh không xử lý được cái dòng tư duy của anh, cho nên anh nói lúc đúng lúc sai. Và cái ký ức của anh hình như lúc nào nó cũng hiện hữu hết, mà anh sắp xếp nó không theo thứ tự. Chợt nhớ chợt quên, nhớ khúc này ráp qua khúc kia, cho nên nói năng nó lộn xộn. Từ cái vấn đề này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được những thứ mà mình đang nắm giữ, đang có hay đang mất. Chúng ta suy nghĩ xem liệu cái tôi của mình có còn tồn tại tại trên những thứ mà chúng ta đã mất không? Có không? Rồi những thứ mà chúng ta đang có, chúng ta ngoài tỏ vẻ chúng ta không cần, nhưng xin hỏi xem tận đáy lòng của chúng ta tham chấp có còn không? Quý vị phải tu từ những thứ này á. Nếu không, có khi mình cũng sẽ giống cái anh đó. Mình không đến nỗi điên loạn như vậy, nhưng mà có lúc mình sẽ đau khổ giống như anh. Cho nên khi chúng ta rời xa những thứ lựa chọn, những thương ghét, thì lập tức chúng ta đang sống ở trong sự tĩnh lặng. Hễ mà chúng ta sống tĩnh lặng, không còn ngã chấp, không còn vướng kẹt bởi sự phân biệt do ý thức của con người, thì lúc đó chính thức chúng ta là người thể hiện chất đạo cao cả nhất. Cùng một sự việc xảy ra, nhưng tại sao có người hốt hoảng, nhưng có người hết sức bình tĩnh? Người bình tĩnh không phải họ vô cảm, không phải họ máu lạnh, họ vẫn thấy, vẫn nghe và vẫn biết giống y như mình, nhưng mà họ kiểm soát được cảm xúc, họ bình tĩnh hơn mình. Quý vị đã từng nghe câu chuyện thiền sư Thế À rồi đó. Không ai biết thiền sư đó tu hành theo công hạnh gì, nhưng mà chuyện gì thắc mắc ngài cũng thế à. Người ta đem tới những cái tin này, những tiếng nọ này, cái ngài cũng thế à. Cái Thế À đó nó chuyển tải cả một đạo lý sống, tức là một nghệ thuật sống để cho lòng thanh thản bình an. Đây là một vấn đề mà thầy nghĩ rằng thầy trò mình nên tập theo. Không phải tập theo để mình có cái ý đồ cao vọng gì, làm tổ làm Phật gì, nhưng mà mục đích chính của chúng ta làm sao để chúng ta bớt đi những thứ buộc ràng trong cuộc sống, hết sức là mệt mỏi, hết sức là phiền não.
Cho nên bữa hôm Thầy có nói với lại quý vị những cái đúng và những cái sai, những cái phải, những cái trái. Nó diễn ra trong cuộc sống này, qua tư duy của mình nó trở thành thương ghét và lựa chọn. Phải không quý vị? Chúng ta không thích những cái xấu. Chúng ta có cái ý chúng ta đi ngược lại với nó, chúng ta bảo vệ cái đúng. Chuyện này Thầy nghĩ ai cũng vậy thôi, cũng sẽ làm những điều này. Cái sanh, cái diệt, cái phải, cái trái, cái đúng, cái sai, cái thương, cái ghét, nó lấn đuổi nhau, nó tồn tại với nhau. Thực ra nó đã có từ ngàn xưa tới bây giờ rồi. Mà bây giờ có thêm mình thì nó cũng y như vậy, và 1000 năm sau nó cũng y như vậy. Và bữa hôm Thầy kể cái câu chuyện Thầy nói mà mấy bà Phật tử ra chùa nói trời Thầy kể gì kỳ quá. Lúc Phật chưa ra đời con chim nó cũng ăn con sâu. Rồi khi Phật ra đời thì con chim nó cũng ăn con sâu, chứ đâu phải nó ăn cái khác. Phải không quý vị? Thì bây giờ Phật nhập diệt rồi nó cũng ăn con sâu. Rồi giờ tới thời đại của mình đây, mình sanh ra cách Đức Phật 2500 năm, con chim nó cũng tiếp tục ăn con sâu. Chứ không lẽ con chim nó ăn con gà. Cái này Thầy nói chung về con chim sẻ nha, trừ đại bàng ra. Đại bàng thì cái gì nó cũng ăn, nó cũng bắt hết. Thì cái tình cảm thương hay ghét, đúng hay sai, chúng ta dưới cái nhìn của Phật học là một Phật tử phải biết đó là nhân duyên giả hợp. Do những yếu tố tác động vào mà nó hiện hữu, nó thành tựu. Rồi tới một lúc nó sẽ tan rã. Cái đó gọi là nhân duyên giả hợp. Giả hợp tức là nó tạm có, nó tạm kết hợp lại để có, gọi là giả hợp. Còn mình thì mình cho nó thật không à? Mình cho nó thật cho nên tới lúc mình phát hiện ra nó không thật, cứ mình buồn, mình khổ. Nhưng mà con người ta có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Đã biết người ta không có thật lòng với mình rồi mà mình cũng vẫn nuôi. Thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Chứ gì ạ? Ta có người khác rồi. Tự nhiên mình ở đây mình cũng đi hẹn. Hẹn cho đỡ ghiền. Sống với ảo giác. Đúng là tình yêu là cái gì Thầy thấy ghê gớm. Không ghê gớm sao các anh đã bị khùng. Phải không? Không ghê gớm sao mà lý mặt sầu đi tới đâu cũng hỏi tình thế gian tình là chi chi. Phải không quý vị? Ghê gớm thiệt á. Tất cả những thứ đó nó tạm thời có. Nó có trong hoàn cảnh đó, trong giai đoạn đó, và có với những con người đó. Nhưng với hoàn cảnh khác, con người khác nó không có. Cũng mình thôi. Nhưng mà ở cái giai đoạn đó mình gặp con người đó, chúng ta sẽ nhớ, chúng ta sẽ thương. Nhưng mà ở hoàn cảnh khác chúng ta gặp thì chúng ta không thương, không nhớ. Có phải nó giả hợp không? Nó tạm có thôi. Tạm có trong chốc lát, rồi tất cả nó tan đi. Hễ duyên tụ lại thì duyên nó cũng tan đi. Chuyện đó là chuyện rất bình thường trong cõi tạm này. Chúng ta phải nhận cho ra được cái bản chất thật của nó là gì. Khi chúng ta hiểu được nó là nhân duyên giả hợp thì lập tức chúng ta sẽ có cái xu hướng bớt nắm giữ. Để có được một cái bình hoa này không phải đơn giản. Nhà thiết kế phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ xem cắm hoa gì cho nó đẹp. Mà phải hợp với lại ý của ông thầy nữa. Phải không? Chứ đâu phải là cắt rồi cắm vô liền đâu. Còn phải rút ra rồi cắt ngắn lại. Nó cắm làm sao để cho Phật tử với đều nhìn thấy mặt thầy, chứ để bình bông có đẹp mà nó che hết cái mặt thầy. Người ta tới đây chủ ý người ta ngó thầy chứ không phải ngó bông. Ở chùa thầy quý vị biết cắm hoa cũng đẹp lắm, mà có mấy bà Phật tử vô ngồi ngay chẳng cái góc không thấy được mặt thầy do bình bông nó che, lén lén lên đem theo cái kéo mà rút bông ra cắt ngắn lại tất cắm vô lại. Vậy mà cũng có người phát hiện ra. Người ta thiết kế đó, người ta thiết kế hoa, người ta suy nghĩ rất là nhiều. Tất cả những thứ đó đều do lựa chọn. Nhưng mà khi cắm một bình bông đẹp, đơn giản chỉ là trang trí, đẹp với quan điểm của mình, với suy nghĩ của mình, không thể nào bắt người khác cũng công nhận bình bông này đẹp. Phải không quý vị? Nhưng mà lỡ mà có ai mà chê trời ơi cắm bông thì thấy gớm mà. Bông vậy đâu mà xấu quá vậy? Là khó chịu rồi đó. Rồi tâm lý của mình nó đẹp thì mình thích duy trì nó,
Nhưng mà tuổi thọ của cái bình hoa này nó bao lâu? Nó cũng có tuổi thọ của nó cũng có giới hạn của nó, 3 ngày, 5 ngày. Nhưng chúng ta hãy cái gì mà chúng ta thích rồi, chúng ta đã làm ra rồi, thì chúng ta luôn có cái suy nghĩ rằng nó phải còn lâu, chứ không dài, nó không ngắn. Mà trong khi bản chất của nó là giả hợp. Đây là lý do để cho chúng ta đi tới điên loạn trong cuộc sống. Lệch, suy nghĩ lệch. Chúng ta hiểu không có đúng vấn đề về sự thật của các pháp. Cho nên khi đọc Tính Tâm Minh, chỉ một bài kệ đầu tiên này thôi, chúng ta thấy tổ đã nói cốt lõi của chuyện tu hành từ những thứ căn bản này. Mình thích và mình thương thì tội ác nó cũng được san bằng. Còn mình đã ghét, mình không ưa thì xin lỗi, tiền xuống đây chúng ta cũng cho nó thành dạ xoa. Phải không? Mình đã không ưa, mình không thích rồi, cỡ gì mình cũng không có nhét vô trong cái suy nghĩ của mình, không thay đổi được. Cho nên chuyện đúng chuyện sai đối với bản thân của mình, cái tốt cái xấu, cái đẹp và cái không đẹp, có khi nó cũng không có rõ ràng. Và chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tư duy của cá nhân. Thầy nói điều này để quý vị nhận ra được một vấn đề. Chúng ta có lựa chọn, chúng ta có thương ghét, chúng ta có thể hiện cái sở thích, cái tôi của mình, thì thế giới này nó vẫn y như vậy. Mà Đạo Phật gọi là các pháp như nhiên. Nó vẫn y như thế, nó không có gì thay đổi hết, nó vẫn trôi chảy. Chứ không phải là cái thương ghét của mình nó có thể thay đổi được cái sự vận hành của các pháp, không bao giờ có. Do cái sự nhận định không chính chắn, Phật giáo gọi là vô minh, cùng với lại cái tham chấp của mình, kẹt vào cái tôi của mình, tức là những tham dục đó chi phối. Cho nên càng ngày chúng ta càng bị dướng vào ở trong những suy nghĩ của mình nặng nề hơn. Hình tướng của thế giới này có thay đổi, nhưng sự thật, bản chất tham dục và chấp ngã của con người chưa từng thay đổi. Và đây là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ. Quý vị cứ thấy đó, tại sao trước đây chúng ta tuyệt vọng khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh không có lối thoát, rồi từ từ chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Bây giờ chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta thực tập giáo lý của Đức Phật, có khi chúng ta cũng thấy mình bế tắc. Quý vị có nhận ra điều này không? Có những lúc chúng ta vẫn thấy mình không có tiến bộ gì trong tu tập, và cuộc sống vẫn diễn ra đầy dẫy những khổ đau. Bản thân thầy cũng có cảm nhận này quý vị. Đối với lại những trường hợp mà người ta hiểu lầm mình, người ta vu khống mình, người ta bịa chuyện đó, người ta nói, tuy rằng mà nói các pháp là như quyển, nhưng thực sự trong lòng của mình vẫn cảm thấy nó có một cái gì đó làm cho mình buồn. Và đối với một số người, họ không có được thuần thiện lắm, mình cũng buồn trong cái cách cư xử của họ. Thì những cái này nó không ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện tu tập, nhưng thực chất nó bị tác động rất là lớn. Mình không thể nào mình tồn tại độc lập trong xã hội này quý vị. Tất cả chúng ta đều phải có một cái tương quan với nhau. Hãy chúng ta còn mở mắt ra là chúng ta còn có thể nhờ không khí để mà thấy. Chúng ta còn hít thở, chúng ta vẫn còn nhờ có môi trường. Chúng ta cần ăn uống, chúng ta cũng phải cần tới một số dịch vụ. Và thậm chí mình buồn, mình cũng cần phải có người để chia sẻ. Trẻ con nó cũng có những cái nhu cầu đó, chẳng qua mình người lớn mình ép nó thôi. Mình la nó, mình nạt nó, chứ nó vẫn có nhu cầu. Và cái nhu cầu của nó cũng khác mình. Nhưng mà cái bản chất của nó
vẫn là từ nơi tham dục. Đứa trẻ nó đói, tuy rằng nó mới sinh ra chứ nó cũng vẫn biết đòi hỏi, nó vẫn biết khóc lên. Thì con người ta cũng vậy, cũng sẽ khóc thét khi những yêu cầu của mình bị bác bỏ. Và tiếng khóc đó nó thể hiện nhiều mặt và nhiều dạng, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng và tùy theo địa vị công việc của mình, mà chúng ta thể hiện những tiếng kêu gào từ nơi địa tầng tham dục ở trong tâm của mình. Những cái tốt không bị hủy diệt đã đành, mà những cái xấu, những cái đáng ghét, những cái có thể nó đem tới cái mối nguy hại cho xã hội, cho cộng đồng, không hiểu sao nó vẫn tồn tại nhan nhản trước mắt. Cái đó mới được gọi là xã hội. Và chúng ta cứ thắc mắc hoài, chúng ta cứ bực bội hoài, thì thử hỏi có đạo ở đâu ra. Trước khi mình sanh ra, tất cả những thứ bất công nó đã có rồi, phải không quý vị? Trước khi mình có mặt ở trong cái cõi đời giả tạm này, tất cả những cái tốt cái xấu nó đã hiện hữu rồi, chứ không phải đợi tới mình mà làm đem cái sàng ra mình sàng để mình lọc cái tốt bỏ một bên, cái xấu một bên này, mình đem đốt nó, xin lỗi, đốt nó cũng chưa có hết, tại vì nó biến thành không khí, nó biến thành bụi, bắt đầu nó hòa tan vào những cái tốt, nó ẩn tàng trong những cái tốt, rồi từ từ lâu lâu nó xì ra, nó lú ra. Giống như mình mà có sơn móng tay nhiều mà căn bản ở dơ, thì một ngày nào nước sơn nó tróc ra cũng lòi cái chất đất, phải không mấy cô? Căn bản là lớn tuổi rồi tóc nó sẽ đổi màu, đổi màu muối. Thì ở giai đoạn đó thì tiêu nhiều muối ít, thì qua giai đoạn sau thì muối nhiều tiêu ít. Bây giờ mình có đổi thành màu hạt dẻ đi chăng nữa, một ngày kia nó cũng lòi cái chân tóc trắng ra, phải không? Nói này hơi đụng chạm. Thầy không phải là có cái ý là nói xấu chị em phe kẹp tóc. Dù sao thì cũng có được một ngày mùng 8 tháng 3 rất đẹp để tôn vinh các chị. Nhưng mà thầy đặt ra một cái vấn đề, nếu thế giới này mà không có phụ nữ thì nghĩ nó sẽ loạn. Bởi người phụ nữ tuy rằng dưới cái nhìn của một số người, phụ nữ nhiều chuyện nè, điệu hạnh nè, xí soạn nè, nó rồi hối thúc mấy ông chồng, suối mấy ông chồng làm tầm bậy nè, thí dụ giống như là đắc kỷ ho gà chẳng hạn. Tức là lịch sử có ghi lại những câu chuyện đó và ta truyền với nhau, vô tình là thành thấy phụ nữ có nhiều cái nó không đẹp. Nhưng mà thầy nghĩ phụ nữ là một nhà thiết kế rất là tài ba. Nội thiết kế một bữa ăn thôi cả một vấn đề. Và một người phụ nữ mà khéo léo sẽ khuyên can được chồng của mình không có tham gia vào những chuyện xấu, dạy dỗ con cái tốt, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Thầy thấy vấn đề này người nữ giỏi hơn người nam nhiều. Nó trở thành thiên chức rồi. Thầy tới nhà Phật tử, thầy ít khi nào thấy mấy ông Phật tử xách chổi quét, xách rồi dễ lao lắm, toàn là mấy cô làm không à. Thôi chuyện đó không dám nói nữa, không dám khiêu chiến. Xin trở lại vấn đề. Bây giờ quý vị đặt ra, thế giới này có khi nào nó hoàn toàn thuần một cái tốt hết không? Có không? Vậy mà mình cứ mơ ước một thế giới công bằng, một thế giới thuần những cái tốt hết. Rồi cái xấu nó đi đâu? Cái xấu nó tiêu hủy ở chỗ nào? Trong khi cái gốc của nó là trong tâm của mình, những cái tham dục, những cái tôi đó. Cho nên chúng ta cứ mơ tưởng những điều đó nó sẽ thành áp lực. Chúng ta chỉ cần cải thiện mình thôi, cải thiện cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình, thì lập tức chúng ta sẽ không bị vướng kẹt bởi cái tốt và cái xấu, cái thương và cái ghét đang chi phối mình. Vì nó luôn hiện hữu ngay trong cái cõi đời này. Nếu không có nhà tù thì làm sao giáo dục được những người vi phạm pháp luật? Mà quý vị biết những người vi phạm pháp luật đó là họ
đã bị mất quyền công dân, bị cải tạo. Nhưng trong suy nghĩ của họ, chưa hẳn gì họ công nhận họ là sai đâu. Có khi họ cho họ là đúng nữa. Nếu họ không đúng sao họ làm? Có những người, người ta suy nghĩ một cách khách quan, thì họ nhận ra những sai lầm của họ. Cái sai đó là sai với quy định của xã hội, vi phạm. Nhưng có nhiều người họ rất là cố chấp, họ không bằng lòng, họ không chấp nhận tất cả những điều đó. Cho nên không thể nào có chuyện toàn thế giới này chỉ có thương không mà không có ghét. Không có cái chuyện xảy ra là cái nơi mình ở đây toàn là đẹp không, không có cái xấu. Không bao giờ. Chính có những cái xấu chúng ta mới có những cái đẹp. Chính có những cái ghét chúng ta mới có những cái thương, để chúng ta so sánh, để chúng ta suy nghĩ, phải không? Sở dĩ mà đường sạch là do đâu? Do nhờ người dọn rác. Nhưng mà không có rác thì lấy gì dọn, phải không quý vị? Cho nên nếu tưởng tượng như không có rác thì xin lỗi, cái đó là tự nhiên nó đã như thế, thì người ta không bao giờ người ta phân biệt được. Người ta không bao giờ có cái quan niệm rằng cái này là sạch. Từ nơi cái dơ, người ta dọn dẹp nó sạch, người ta mới có cái suy nghĩ về cái khái niệm dọn hết cái này nó sẽ sạch. Cho nên cái sạch nó có trên nền tảng của cái dơ, cái đẹp nó có trên cái gốc của cái xấu. Chứ không thể nào mà có một thế giới chỉ tồn tại một điều mà do mình suy nghĩ ra. Khi mình thích thì thương thì cái gì nó cũng là số một hết. Còn khi mà chúng ta không thích rồi thì xin thưa với lại quý vị, tất cả không có phải thuận giống như mình đâu. Có những thứ mình cũng ghét, mình không ưa, nhưng mà cái người đó là đồng bọn của mình, là ekip của mình, thì mình làm sao? Hả quý vị? Mình cũng thiên lệch. Có khi mình thay đổi cả cái suy nghĩ của mình theo cái người đó. Thầy thấy có nhiều anh Phật tử sạch sẽ lắm, từ khi lấy vợ xong ở dơ, tới khi gặp cái cô vợ rồi thầy mới biết bị lây. Cũng có nhiều người phụ nữ sống cũng nhẹ nhàng lắm, mà từ khi có chồng rồi bắt đầu trở nên xề xòa, thì ra lây cái tánh xề xòa của ông chồng. Cái lây nhiễm này nó rất là bình thường trong cuộc sống. Thầy bữa hôm thầy có khuyên một cái em Phật tử đó, đệ tử của thầy, là thầy giáo mà không nghiêm túc, thì ba mẹ của các em thầy giáo này nhờ thầy nói giùm. Và ba mẹ khẳng định rằng nguyên nhân là từ nơi cô vợ. Em này là một giáo viên tốt à, nhưng mà thương cái cô này rồi lấy cái cô này, sau đó thay đổi tính cách. Thầy giáo mà đi nhậu với học sinh, mà học sinh cũng không phải là học sinh lớn, học sinh cũng nhỏ, học sinh mới có 14, 15 tuổi, 13, 14 tuổi à. Đó, thầy giáo cũng đi nhậu, rồi nói năng lâu lâu cũng không chuẩn, nói theo cái ngôn ngữ xã hội chứ không phải là ngôn ngữ của nhà mô phạm. Và cuối cùng là tội lỗi là đổ cho cái cô vợ. Cô vợ vốn là xuất thân không có tốt, làm cái nghề cũng không có được trong sáng, thường tiếp xúc với lại những thành phần, nói chung là nó không có xứng với lại cái anh thầy giáo này. Bạn bè lôi thôi, đỏ đen. Thì anh này bây giờ cũng lôi thôi theo. Thì khi hôm thầy gặp, thầy có hỏi thăm. Thầy hỏi thăm rồi con, lúc này nghe nói là con thay đổi, nói chuyện rồi không phải là thầy giáo nữa, kêu học trò mày, chửi thề trong lớp học. Nghe nói là thầy hiệu trưởng kêu lên làm kiểm điểm có không? Nó nói dạ có. Thầy hỏi con người của con ngày xưa đâu rồi con? Bây giờ con thay đổi.
Quý vị biết nó trả lời sao? Đời vô thường mà sư phụ. Thành nó vô thường cái đầu mày. Đức Phật nói vô thường để mình đừng có chấp vô trong cái gì nó cũng là thường còn, để phá đi cái sự tham chấp của mình. Nó mượn cái vô thường đó để nó bào chữa cho nó thay đổi là vô thường. Ba má nó không nói chuyện với nó không được, nó cũng cứ lấy thầy ra là bình phong, sư phụ dạy thế gian vô thường, cho nên con thay đổi là chuyện bình thường, má đừng quan tâm, ba đừng quan tâm. Nó cứ đổ thừa là thế gian vô thường thì nó thay đổi là chuyện bình thường. Thầy cũng tức, thầy la nó cho một trận. Thầy nói thay đổi mà người thân mình hạnh phúc thì nên thay đổi. Thay đổi mà làm cho mọi người người ta hoan nghênh mình thì nên thay đổi. Còn thay đổi mà làm cho người ta xa lánh mình, người ta sợ hãi mình, thì cái thay đổi đó coi chừng nó sẽ đem tới nhiều phiền toái cho con. Nó nói con thấy trước mắt là con nên hòa với vợ con. Hòa trong cái nếp sống của vợ con, vì cách suy nghĩ của vợ con nó thuận hơn, chứ gây lộn hoài con mệt quá. Có nghĩa rằng là suốt một thời gian dài nói với vợ nó cũng gây lộn với nhau, do bất đồng quan điểm và không có hợp với nhau cách sống. Thì nó suy nghĩ là vợ nó không theo nó, thì giờ nó theo vợ nó, hết phim. Hỡi những đấng nam nhi ngồi trong giảng đường này, bao nhiêu người thực hành cuộc sống với công thức đó. Tức là vợ không theo ý mình là bây giờ mình theo vợ hết, toàn bộ. Bao nhiêu người rồi, giơ tay lên coi. Thầy nghĩ có, nhưng mà ở chừng mực nào thôi, phải không quý vị? Chứ không giống như cái ông này, ông thầy giáo này sao mà ông gàn dở dễ sợ. Tức là ông cảm thấy ông can thiệp không được, ông khuyên không được, là ông buông xuôi luôn, sắm theo vợ luôn cho nó khỏi có chuyện gì mà nó nhí nhố, nó qua nó lại mệt quá. Ông nói mỗi lần mà con về nhà đó là ba má con nói, anh chị em con ai cũng nói, cho con chỉ ngồi im lặng thôi. Con mệt dễ sợ là mệt vậy đó. Mày bây giờ không phải là mày, mày giống con quỷ đó. Mày chữa thề, nhà này không có người chữa thề. Rồi đó, mày không biết nhà này không có người hút thuốc, không có người uống rượu. Thầy giáo gì mà hút hết điếu này là mồi điếu khác. Đó. Nó mới nói thầy giáo bộ không hút thuốc được à. Chẳng lẽ người ta cấm thầy giáo hút thuốc à. Lý luận vậy. Là thầy giáo rồi nhậu xỉn nữa. Rồi té nằm lăn ở ngoài đường học sinh trở về nữa. Thầy giáo rồi còn đi vũ trường nữa. Mà nó đâu có biết là thầy bị cộng nghiệp với nó. Là cứ ba má nó cứ dí thầy à. Thầy phải giáo dục nó. Thầy hỏi tại sao? Tại vì nó là đệ tử thầy. Thầy nói nó là đệ tử thầy mới có 10 năm à. Anh chị đẻ nó ra nuôi nó bây giờ cũng là mấy chục năm rồi. Cho nên hai người dạy trước đi. Dạy cho nhiều vô. Tự nhiên là đệ tử thầy, cái thầy phải có trách nhiệm. Thầy nói hết tất cả mọi thứ à. Thầy nói nó nghe được chứ nó không nghe rồi thầy làm gì. Phải không quý vị? Thầy cũng ông cái gốc là ông sư phụ ông thầy thôi, chứ đâu có can thiệp vào đời sống của đệ tử mình nhiều được. Nó vui thì nó nghe, nó không thích nó sư phụ bữa nay hơi rảnh á, thầy đứng hình luôn á. Nó quê rồi phải không, mình nhiều chuyện quá. Thầy mới khuyên hai anh chị đó, thầy nói là đừng có cằn nhằn nó nhiều, nói ít thôi, nói nhiều quá nó sẽ không nghe đâu. Tại vì sao? Thứ nhất, nó gần vợ nó hơn, cho nên nó nghe vợ nó. Cái thứ hai, nó đã có suy nghĩ rồi, nó nói vợ nó không được, can thiệp vợ nó không được, nó không muốn khổ tới hai đứa con nữa, ly hôn này tùm lum, cho nên thôi thì nó cũng sống giống vợ nó cho rồi. Bây giờ nó mà giữ theo nó là nó gây lộn hoài, ngày nào nó cũng gây hết. Nó còn nói với thầy một câu nữa, trao duyên nhầm nữ tặc rồi, thôi ráng chịu sư phụ ơi. Thầy nói bây giờ trách nhiệm của con làm sao biến nữ tặc thành nữ sinh đó. Cái đó mới là nghệ thuật. Cái đó mới là cái cách của cái người đàn ông dạy vợ. Nó nói trời ơi con nói hòa nó không được, mệt quá đi. Nói gần, nói xa, nói to, nói nhỏ, nói trực tiếp có, nói gián tiếp có, nhờ người tác động có. Nhưng mà đòi đâu cũng trở về đó, không thay đổi được. Các thầy hỏi chứ có khi nào con nghĩ tới ly hôn chưa?
trả lời một câu nghe quý vị, và chắc như đinh đóng cột, dạ thưa không. Tại sao con phải ly hôn? Có thể con không cần người đàn bà này, nhưng mà con của con sẽ cần người mẹ. Ở một góc nào đó, trẻ thơ rất cần người mẹ. Và vợ con tuy rằng là dân giang hồ, nó nói vậy, vợ con tuy rằng giang hồ, nói năng dục chạc, hành xử thô lỗ, nhưng mà chăm sóc cho chồng con rất tốt, nuôi con cái tốt lắm. Và hai đứa con của con, nó sợ mẹ nó lắm, nó không sợ con. Thầy nói đoạn này khỏi cần giới thiệu, tại vì ngay cả con cũng sợ nó, chứ đừng nói chi hai cái đứa kia. Mà thầy nghĩ không phải riêng gì một mình con sợ vợ, mà cả xóm đó cũng sợ vợ của con. Ông nói sao mà sư phụ nói giống y chang vậy, giống y chang má con vậy. Thầy nói thì sư phụ nghe má con kể. Ở nhà nói nó đó, cái mặt của mày vậy đó, lưng dài dai rộng cao 1m85 mà đi sợ vợ. Nó trả lời, đâu phải mà cao 1m85 mới sợ vợ, mà mấy ông bên Âu, bên Mỹ cao 2m cũng sợ vợ. Má yên tâm đi, không phải một mình con sợ vợ đâu, cả xóm này đều sợ vợ con. Trả lời tửng tửng vậy đó. Bà má nó kể lại thầy nghe mà cũng mắc cười, thầy nghe thầy cũng mắc cười. Thầy nói thôi đừng gây áp lực với nó nữa. Rồi cuối cùng là thầy phải góp ý cô vợ đó. Thầy phải hẹn ra chùa, thầy giáo dục. Thầy nói con ơi, lớn tuổi rồi, bây giờ là gần 40 rồi, con cái nó cũng lớn rồi, nó 10 mấy tuổi, nó biết suy nghĩ rồi. Cho nên hai đứa con trai nó rất là cần thiết cái đức hạnh của một người mẹ để nó đi vào đời. Cho nên nó bây giờ con không có thương ai, thì con nên thương hai đứa con của con, đừng khép lại tương lai của nó, hiền lại. Nhưng mà quý vị biết không, khó thay đổi lắm. Con hiền lắm rồi sư phụ, nhưng mà có nhiều chuyện con hiền không có được, đồ quỷ không à. Mở miệng ra là thấy khiêu chiến không, thấy không? Tức là cả cái xóm đó là quỷ với ma, có mình bả là thiên thần. Quái lạ vậy. Ở đây khi chúng ta thấy cái điều đó sai, mình phải bình tĩnh đó, để xem coi bao nhiêu người sẽ đồng ý với bạn. Và quan trọng là cái đối tượng đó có chấp nhận cái quan điểm của mình không về cái sai này, để chúng ta không biến đối tượng trở thành đối đầu. Chúng ta không có hóa giải được những cái mâu thuẫn trong cuộc sống là gì, chúng ta không xác định được đối tượng và đối đầu, rồi cuối cùng đối nghịch. Chúng ta muốn xóa à? Hễ mà không được là chúng ta xóa, không theo ý mình là chúng ta loại luôn. Thậm chí chúng ta không bằng lòng, chúng ta cũng xóa tên người đó trong danh bạ điện thoại mình, phải không? Xin lỗi, nó ngu gì nó lấy số cũ nó gọi cho mình, phải không quý vị? Nó lấy số khác nó gọi, trời dễ ẹt, 50 ngàn ta có cái sim mà. Tôi cũng không có rảnh đâu mà tôi gọi cho ông. Tôi kêu con bạn tôi nó gọi cho ông, mở lo lên để tôi nghe coi ông nói cái gì, phải không quý vị? Mà mình là có cái suy nghĩ rằng không theo mình là mình loại đi, mình trừ đi. Cho nên cái gốc của cái phiền não nó không có đoạn diệt được, nó làm cho chúng ta phiền hoài à. Thì thôi, nó là bóng thì nó phải bám theo cái hình, cho nên chúng ta đừng quan tâm tới cái bóng. Thì đó là cái cách mà chúng ta xử lý được cảm xúc của mình, vì nó đi đôi với nhau. Giống như mình đánh vào trong một cái trống này, nó phát ra cái âm thanh, thì cái tiếng vang đó nó sẽ dội tiếp theo, cái sự cộng hưởng đó. Giống như mình ném một cái cục đá xuống cái hồ nước thì nó sẽ lan ra những vòng tròn đồng tâm, chắc chắn nó sẽ như thế. Cho nên bây giờ chúng ta cứ kẹt vào trong cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, và chúng ta cứ biện luận liên tục như vậy, mà cái người đối diện họ không đồng ý với mình, thì thật sự chúng ta sẽ khó xử, sẽ khổ. Mình loại trừ nó, mình xóa bỏ nó, mình tránh mặt đi, nó sẽ gặp cái khác, nó đeo theo mình, nó không dứt được. Giống như cái anh thầy giáo đó, thầy khuyên gia đình đừng cằn nhằn nó nữa,
Không phải là nó không biết suy nghĩ đâu, mà nó cảm quá ông nội vợ nó. Nói tóm lại là nội công nó chưa thâm hậu, xuống núi sớm quá, cho nên gặp phải yêu quái. Giống như đệ tử của Giác Hải Đại Sư vậy, xuống núi để mà bắt yêu quái, cầm cái gì đó, cầm cái kính cái gì đó, mà đi tới chỗ nào mà có yêu quái là tự nhiên nó quay té ra, con yêu quái đứng kế bên đó nó chưa biết, yêu quái vỗ vai nó còn chưa biết nữa, thấy cái đó nó quay quay biết có yêu quái mà không biết là ai, yêu quái đứng nói chuyện với ảnh hơi ảnh chưa biết nữa, rồi cuối cùng ảnh còn yêu yêu quái nữa kìa, cái đó mới ghê gớm. Yêu quái tự nhiên thấy dễ thương quá, trong con mắt của mình thấy nó là yêu quái, nhưng mà cái người trong cuộc thấy nó là tiên nữ. Cái này mới là cái khổ sở cho những bi kịch của các gia đình, phải không các bà má chồng, phải không? Con mình đã chọn rồi, nó đã chọn người đó là người bạn đời mình thì mình phải bình tĩnh, chứ đừng có hở mỗi một chuyện mình không hài lòng với con dâu, đụng một chuyện chúng ta không bằng lòng với con rể là chúng ta đem con mình ra, chúng ta khứa nó, chúng ta xẻ nó, trời ơi, xẻ nó ra còn nhét cả cái xả ớt vô đem đi chiên nữa, thì sao nó chịu nổi. Mình phải bình tĩnh, không phải nó không biết đâu, tại sao nó phải chấp nhận, nó khổ, giống như các anh thầy giáo, khổ lắm chứ. Mà quý vị biết á, thầy đặt một cái câu hỏi, thầy nói con, nếu để cho con chọn lựa làm lại từ đầu, con có chọn cái người đó làm vợ con không? Đúng quý vị, nó gật đầu hay nó lắc đầu? Ai nói, ai gật đầu đâu, giơ tay lên. Quý vị là ghê gớm lắm. Nó gật đầu đó, nó gật đầu một cái cụp á, thầy nói thua rồi, cái này bó tay bó chân bó miệng bó đầu bó cổ bó hết, bó giống như xác chết ướp vào Ai Cập vậy đó. Thầy nói cái chuyện này ra để các bậc phụ huynh phải để ý á. Miệng thì tụng kinh liên tục, nhưng mà chúng ta có những cái cách cư xử theo cái suy nghĩ của mình là chúng ta đưa con mình để tới cái cảnh giới khổ đau, và bản thân mình cũng khổ, chẳng qua vì mình không đồng ý với cái đối tượng đó, dâu hay rể, là cực đoan đó nha quý vị. Mình thấy sai nhưng mà con mình nó thấy đúng á. Thầy hỏi đó, thầy hỏi cái ông thầy giáo, ông gật đầu đó, làm gì nữa. Thì chúng ta hiểu đơn giản thôi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, đi 80 phương 90 hướng rồi cũng quay lại cũng gặp cái cô này à. Đạo Phật gọi là duyên nghiệp, dân gian gọi là gì? Là nợ. Đó, đó là cái duyên nghiệp cũng sẽ phải gặp. Mà mình thì mình nóng ruột con mình, mình thấy khổ, mà nó không thấy khổ rồi làm sao? Mình đi ngang cái vũng bùn thì mình tránh ra, mình thấy mấy đứa con nít nó nhào vô đó, nó nhảy, nó chơi, nó dậm, nó còn thấy mình là không biết chơi nữa kìa, nó tự do, nó thoải mái, không 3-4 đứa rủ xuống cái vũng nước đó chơi, nước ngập mưa đó, nó còn kêu thầy xuống đây chơi tụi con. Thầy hay kể quý vị nghe cái câu chuyện mà thiền sư với tù nhân đó, quý vị thấy không? Sau khi nghe cái thời khóa một ngày từ 3 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm của vị thiền sư, nào là tụng kinh bái sám tọa thiền, ăn một ngày một bữa, cái anh tù nhân nói thầy vô đây thầy ở với con. Ảnh đề nghị vị thiền sư là nên vô nhà tù ở với ảnh, tại vì ảnh so sánh liền ảnh thấy là cái nếp sống của ảnh trong tù thoải mái hơn ông thiền sư. Nhưng mà vị thiền sư thì thấy cái nếp sống nhà tù làm sao, có ai mà tình nguyện vô nhà tù ở không? Thầy trò mình ở đây có ai không? Bữa nào mình làm đơn mình xin ở tù một bữa không? Kể quý vị nghe một câu chuyện như vậy để mình có một cái nhìn thoáng hơn. Thoáng hơn không phải là mình bắt thang cho những cái xấu nó tiếp tục, nó tồn tại, nó leo thang, mà là chúng ta phải dung hòa để tìm ra một giải pháp tối ưu. Mục đích là những người trong cuộc bình yên giữa những cái tốt và cái xấu đó. Bây giờ nè,
Quý vị thử tìm hiểu xem tục lệ của một số nước ở Phi Châu. Người phụ nữ mà khi phát hiện ra sống không chung thủy, lăng nhăng với người đàn ông khác là bị xử ném đá cho tới chết. Quý vị thấy kinh ghệ, kinh hãi cho cái luật lệ đó không? Quá tàn nhẫn. Hoặc là chôn sống người phụ nữ đó, giống như ngày xưa. Hễ mà vua chết thì phi tần là phải chôn theo. Nhưng mà trong bối cảnh đó, ở quốc gia đó, nó đã là luật. Và mọi người bằng lòng với nó, chấp nhận với nó. Thì như vậy mình đúng hay họ đúng? Họ đúng á. Tại vì họ quy định. Hễ mà làm theo quy định đó là đúng. Và cái nhóm người đó ở quốc gia đó, trong hoàn cảnh đó công nhận cái đó, thì cái đó trở thành luật, trở thành nguyên tắc. Cũng giống như ở trong này, hãy mà thầy lên đây ngồi thì thầy phải mặc ca sa đó, bây giờ thầy đổi qua thầy mặc bộ đồ vest, chắc gì quý vị ngồi đó nghe, phải không? Bây giờ thầy không đeo chuỗi nữa, thầy đeo cộng loại tối, 5 lượng vàng, 4 số 9, vàng ché luôn, cho nó vàng khè cả cái khán phòng này luôn. Quý vị có kêu thầy bằng thầy có chắp tay nữa không? Cái đó nó thuộc về quy định rồi. Hãy thầy tu thì phải mặc ca sa, Phật tử thì tới chùa thì phải mặc, ăn mặc nó gọn gàng, tươm tất, đơn giản. Tham dự những pháp hội có khi phải mặc áo giới, mặc áo tràng. Tự nhiên bây giờ có thằng cô mang chài mang lưới đi lạng qua lạng lại, lướt tới lướt lướt luôn đây. Mình bằng lòng không? Không. Nắm tay kéo ra, đưa cho nó gói thuốc, cho nó uống, cho nó tỉnh. Cái đó nó thuộc về quy định. Hễ quy định ở nơi đó thì làm ngược đi gọi là sai. Nhưng mà làm sai ở đây chưa hẳn là làm sai ở chỗ khác. Quý vị mà đi qua các đất nước mà ở phía Trung Đông đó, những đất nước thuộc Ả Rập nè, Afghanistan, Pakistan, hoặc là phía Bắc Ấn Độ vân vân, nó có nhiều cái tục lệ. Trong đó có một cái tục lệ là cha mẹ già leo lên cây nhảy xuống. Hãy còn sống thì con cái nuôi tới già, mà chết thì nó xẻ thịt ra nó ăn. Ghê quá. Vẫn còn tồn tại đó. Thì bây giờ đó, những việc làm của họ nó đã trở thành truyền thống, nó thành cái nếp, nó là quy định. Như ném đá người đàn bà lăng nhăng, lại được mọi người ủng hộ, reo hò, ném cho tới chết. Ngày xưa Trung Quốc đó, mà con cái mà người ta phát hiện ra mà chưa có bái thiên bái địa bái cao đường nữa, chưa có thành hôn đó, mà qua lại với nhau là xử dìm dưới nước cho tới chết đó, bỏ trong cái rọ, bất kể là quan hay là dân đều phải tuân thủ theo cái nguyên tắc đó. Và khi đem xử như vậy đó, là cả làng cả xã cả xóm đều ra thắp nhang thắp hương gì đó, báo cho thành hoàng thổ địa về biết, rồi quăng ném xuống dưới sông cho tới chết. Và người ta cũng reo hò là làm đúng luật. Cho nên chúng ta phải biết được rằng trên trái đất này không có cái chuyện mà toàn là những người ác hay toàn là những kẻ xấu. Không có. Chúng ta bất bình trước những thứ mà nó đem tới khổ đau cho con người, do bạo lực, do trộm cắp, do gian trá, do thác loạn. Chúng ta không đồng ý với lại cái cách sống vô đạo đức như thế. Nhưng không phải là chúng ta có thể xóa được nó. Chúng ta không công nhận nó, để cho nó tồn tại, nhưng phải biết là chúng ta không thể nào xóa được nó.
Chỉ có một cách là làm sao để cho chúng ta bình yên trước sự hiện diện của nó. Đây mới là nghệ thuật mà xử lý các cái cảm xúc của mình. Quý vị tưởng tượng xem, nếu cuộc đời này chỉ thuần là Phật với Bồ Tát với Thanh Văn Duyên Giác và chư vị Thánh Hiền không, thì thầy trò mình có đi tới chùa Gõ Mõ tụng kinh không? Có không? Không. Chắc chắn. Nhưng mà cảnh giới đó ở đây có không? Không bao giờ có. Chỉ có một cách là chúng ta tự tạo dựng sự bình yên ở trong tâm của mình, là không để cho thương ghét chọn lựa nó chi phối mình. Cái đó là đạo cả đó. Cho nên khi chúng ta giác ngộ được cuộc sống này không phải là mọi thứ do chúng ta nghĩ mà thành tựu, và không phải tất cả nơi nào nó cũng chiều theo ý mình, sự giác ngộ đó rất có giá trị để cho chúng ta tìm được một giải pháp bình ổn trong cuộc sống. Chứ quý vị đừng có tưởng giác ngộ nghĩa lý sâu xa gì của đạo Phật là giải thoát, không có. Chúng ta giác ngộ ngay những thứ bình thường nhất trong cuộc sống này. Cái nào nó làm cho chúng ta mất quân bình? Thầy thấy hai vợ chồng coi tivi xong gây lộn, vô duyên vậy? Cái đó bà vợ bà cho xấu mà ông chồng cũng khen vỗ tay, bà vợ bà cự. Thí dụ như cái chuyện mà bà đấu võ đài, coi đá banh, bà vợ bà ghét, bà nói bao nhiêu gia đình tan nát vì đá banh. Và thậm chí cái gia đình đó cũng có một chuyện buồn từ nơi đá banh là đứa con đi cổ vũ sau khi Việt Nam thắng Thái Lan gì trong trận gì năm ngoái đó. Đứa con nó chạy đi bão đó, xong rồi bị xe đụng, bị tai nạn xe, gãy cả hai cái chân. Bà ông chồng cũng ghiền coi đá banh, cũng cổ vũ, cũng vỗ tay, cũng la y xèo. Bà vợ bà la sùm. Bà bắt qua cái kinh biểu diễn thời trang. Ông chồng nói mấy cái con mắm này nó ốm như con khô, đẹp cái gì mà đẹp mà coi hoài. Nói quý vị thấy, cuộc sống của chúng ta nó thực tế. Thực tế từ những cái ở đâu không khổng không không đâu rơi xuống. Nhưng mà nguyên nhân có không quý vị? Từ nơi lựa chọn của mình, từ nơi cái thương ghét của mình, cái sở thích của mình mà nó sanh ra những mâu thuẫn, rồi hai chồng gây lộn y xèo tỏi hết. Chúng ta giác ngộ từ những thứ đó, chứ đừng có nghĩ là giác ngộ bởi giáo lý của Đức Phật nói, mười phương ba đời Đức Phật nói, kinh này lý kia lý nọ. Chúng ta cần phải giác ngộ hết toàn bộ nghĩa lý đó chúng ta mới giải thoát. Xin thưa, chúng ta còn là phàm phu, chúng ta đang đối diện với tất cả những thứ phiền não của cuộc sống, thì chúng ta phải giác ngộ từ những thứ phiền não bình thường này. Mình không thích ăn cay, bà vợ bả là gốc người miền Trung, bả nấu ăn cay làm sao? Phải tập ăn cay thôi, phải không quý vị? Mình không thích ở dơ mà ông chồng ông ở dơ như là cái gì vậy đó, là làm sao? Thì không phải chịu khó dung hòa giữa cái sạch với cái dơ. Trước đây thì sạch 10 phần, thì bây giờ thôi sạch 8 phần thôi con, chấp nhận 2 phần dơ để cho cái đất ông sống. Chứ ông chồng bây giờ ông nói không có ai mà ở dơ mà chết hết, ở sạch thì cũng chết đợp đợp à. Ông nói ngang nói tàn vậy rồi mình làm sao, chẳng lẽ cãi hoài. Ông nói mấy người dân tộc là mấy người ở quê, người ta ăn bốc ăn đồ này kia, người ta cũng đâu có chết đâu, còn ở đây ăn sang trọng rồi phải sạch sẽ lắm mà nghe, toàn là bệnh nặng không à. Ông chồng nói ngang vậy, mất vệ sinh là nó cũng phải ảnh hưởng, nhưng mà chẳng qua tại cái người ở quê người ta có đề kháng tốt, người ta khỏe mạnh, cho nên là cái vi trùng vi khuẩn đó nó không có tấn công được. Chứ còn mình ở đây là mình được chăm sóc quá kỹ, nó giống như là báu vật trong lồng kính vậy, cho nên một con virus nhỏ nó cũng tấn công mình được. Điển hình là thầy. Thầy bây giờ mà thầy ngồi gần ai, người đó bị bệnh gì là thường thầy sẽ bị ảnh hưởng nếu bệnh đó nó truyền nhiễm.
do mình không có kháng thể. Uống kháng sinh nhiều quá, giờ người không có kháng thể, khổ vậy đó. Mà bây giờ không lẽ mình nói chuyện với người ta, cái mình quay qua đây, mà không quay trước mặt người ta, tưởng đâu là mình chảnh chẹ, mình khi dễ người ta. Đó. Rồi có nhiều Phật tử thì gặp thầy nhiều khi cũng biểu thị cái sự quý mến rồi kia, quỳ rồi quỳ gần nói cho thầy nghe, rồi xong rồi xin chụp hình, rồi đứng bên cạnh rồi cười te tét, rồi chứ đâu biết là thầy xấu mình. Trời rầu chết đi được chứ không giỡn đâu. Thầy bị cảm hoài, vài ngày là bị cảm, vài ngày là bị cảm, không hết được. Cho nên chúng ta giác ngộ từ nơi sự thật đang diễn ra trong cuộc sống của mình và cái cảm xúc của mình đối với lại những sự việc đang diễn ra đó. Chúng ta giác ngộ từ cái đó, cái đó là chân lý, thì chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi nó. Chân lý nó hiển bày. Đây gọi là giải thoát, đây gọi là tự tại. Mà câu thứ tư Tổ đã nói là động nhiên minh bạch, tức là tự nhiên nó tỏ bài ra, chứ chúng ta không cố gắng gượng ép phải ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ mới tỏ đạo, mới sáng đạo. Không phải là chúng ta phải tụng bao nhiêu bộ kinh lại, bao nhiêu lại chúng ta mới có thể giác ngộ. Thực ra không có. Quý vị giác ngộ nhiều lắm đó, mà tại vì mình không để ý thôi. Thí dụ như có một lúc nào đó mình thấy mình mệt quá vì mình điệu hạnh, là mình giác ngộ rồi, mình bớt điệu lại thì nó cũng bớt tốn tiền. Nhìn thấy ông chồng làm cực khổ cho nên mình không có mua sắm nữa. Có nhiều Phật tử thầy khuyên nói, trời đời con có bao nhiêu đó à sư phụ, sư phụ không cho con mà đi mua sắm này kia nó chắc con chết. Thành ra chứ mấy người nghèo chắc chết hết rồi, không có được đi mua sắm nó chắc chết hết rồi, phải không? Cái giải thoát này nó là một trạng thái an nhiên, bình thản, tự tại khi mọi thứ vẫn tiếp diễn trong cuộc sống của mình, dù chúng ta biết rõ nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở địa điểm nào. Cái đó gọi là giác ngộ, là giải thoát. Và trạng thái này tự nhiên nó hiển bày, chúng ta không có gượng ép mà nó hiển bày, chúng ta không có cố tình để đẩy nó tới để nó hiển bày. Cái giác ngộ là vậy đó, cái giải thoát là vậy. Chứ cần mình tự đặt ra bước 1, bước 2, bước 3 rồi phải làm A, B, C, D, F gì đó nó mới đi tới cái chỗ giác ngộ, xin thưa không có. Mà cái giác ngộ này nó đến nhanh lắm, cái giải thoát này đến nhanh, và chúng ta tỉnh táo chúng ta mới cảm nhận được cái giác ngộ, cái giải thoát này. Cũng công chuyện thường ngày thôi, nhưng mà có lúc chúng ta làm cái đó chúng ta mệt lắm, nhưng có những lúc chúng ta làm chúng ta cảm thấy nó thanh thản, chúng ta cảm thấy không mệt mỏi, không có nhọc nhằn gì hết. Cái đó trong tâm của chúng ta. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy Phổ Nhãn Bồ Tát như sau. Thầy xin phép đọc một đoạn kinh này để quý vị thấy được Đức Phật dạy cái sự giác ngộ của con người như thế nào. Này thiện nam tử, đã thành tựu được tánh giác thì Bồ Tát không bị pháp buộc ràng, không cầu pháp cởi mở, không nhàm chán sinh tử, không yêu mến niết bàn, không kính người trì giới, không ghét người phá giới, không trọng người học lâu, không khinh người mới học. Tại vì sao? Này thiện nam tử, tất cả là tánh giác. Ví như con mắt sáng, thấy rõ cảnh trước mắt, cái sáng ấy tròn khắp, không có yêu, không có ghét. Vì sao như thế? Cái thể của tánh sáng không có hai, không có ghét, không có yêu. Thưa đại chúng, có thể nói đoạn kinh này nó giúp cho chúng ta suy nghĩ về cái sự giải thoát được đặt trên nền tảng của tánh giác mà Đức Phật dạy cho Phổ Nhãn Bồ Tát. Thành tựu được tánh giác này thì chúng ta không bị buộc ràng bởi những quan niệm bình thường. Ở trong đây Đức Phật nói rất là rõ, tức là không cầu cởi sự trói buộc. Tại vì sao? Tại vốn nó đâu có trói buộc đâu mà chúng ta cầu cái giải pháp để chúng ta thoát ra. Tại vì khi chúng ta đã được giải thoát rồi, giải thoát cái chỗ này tức là từ nơi cái tánh giác, thì cái tánh giác này nó không có bị cái gì buộc ràng hết, thì làm sao chúng ta cầu để giải thoát? Phải không quý vị?
Cái tánh giác này tự nhiên nó có, chúng ta đâu có ép nó được, chúng ta đâu có giữ nó được với mình. Tự nó tới, tự nó đi. Mà lúc nào nó tới? Nó tới là gì? Lúc chúng ta có thể giữ được cái tâm tĩnh lặng, chúng ta không bị vướng kẹt vào cái sự cố chấp, cái sự quan niệm của mình, tự nhiên cái tánh giác nó hiện bài. Cái giải thoát này nó có liền, cái cảm giác tự tại nó có liền. Nhưng mà sau đó là chúng ta cố níu giữ nó lại, cho nên chúng ta rơi vào sự chọn lựa cố chấp, cho nên thông thả không tồn tại. Sự tự do ở trong tâm hồn nó thoát đi, nó không còn nữa. Cho nên không bị buộc ràng, cho nên cũng không cầu cái pháp để mở ra. Và người mà thành tựu được cái tánh giác này rồi đó, thì không nhàm chán sanh tử, cũng không yêu niết bàn. Mình thì mình mệt mỏi quá, mình chán cái cảnh này, cho nên mình không có thích ở trong cái hoàn cảnh này, trường hợp này, làm những công việc này. Chúng ta muốn tìm cái khác để thay đổi. Chúng ta luôn có cái suy nghĩ như vậy. Rồi cái con người này mình chán, chúng ta tìm cái người khác. Rồi công việc này chúng ta không bằng lòng, chúng ta tìm công việc khác. Cuối cùng cuộc đời của chúng ta đắp đổi theo những cái thứ là chọn lấy và bỏ. Chúng ta cũng chọn, rồi chúng ta bỏ. Chúng ta bỏ rồi chúng ta chọn. Cũng vậy, chúng ta khổ sở bởi những phiền lụy của cuộc sống, cho nên chúng ta không thích, không thích cái cảnh giới này. Chúng ta chán ghét nó. Giống như một số người đã nói là phải chán ghét cái cảnh giới này. Thực ra làm sao chúng ta chán ghét được quý vị? Cảnh giới này cảnh giới mình đang sống mà, sao mình chán ghét được? Không thể nào mình chán ghét được. Ở trong hoàn cảnh đó chúng ta phải chịu đựng. Thí dụ như cái nhà mình hồi trước nó yên tĩnh, bây giờ ở kế bên nhà mình nó mở ra một cái vũ trường, hết yên tĩnh. Nó mở một cái sân ba te, nó mở một cái chỗ hát karaoke. Xin lỗi cái này thầy nói dưới quê nha, là tự nhiên cái là mình thấy hết yên tĩnh rồi. Nó mình nuôi mấy đứa con, vậy là bây giờ nó mở cái quán nhậu ngay kế nhà mình. Con mình nó phải tiếp xúc với lại cái môi trường không tốt đó. Bao nhiêu người nhậu nhẹt, chửi bới, la ó, sùm, đập lộn, chém bậy với nhau, túa xùa hết. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta chán ghét, chúng ta dời đi. Chúng ta được lựa chọn chứ, chúng ta có quyền đó chứ. Chúng ta lựa chọn, chúng ta dời đi. Nhưng mà rồi khi chúng ta gặp tiếp tục những cái cảnh không vừa ý, chúng ta lại chọn cái khác, chúng ta lại dời đi nữa. Thì cuộc sống của chúng ta là sự đắp đổi của lựa chọn. Cho nên tánh giác đã thể hiện thì sanh tử chính là nguyên nhân để kích phấn cho chúng ta đi tìm niết bàn. Đau khổ nó có giá trị của nó để làm cho chúng ta phấn đấu tìm hạnh phúc. Nghèo khó là chất xúc tác để cho chúng ta vươn lên. Thì lúc bấy giờ người mà sống với cái tánh giác này, người ta rất tự tại, không chán ghét cái xấu và cũng không có yêu thích để chuộng lấy cái tốt. Khi người ta đã tự tại rồi, cái trí giác này nó hiện ra. Không có trọng cái người học lâu, không khinh người mới học, không kính người trì giới, không ghét người phá giới. Bởi vì họ trì giới thì họ gieo những cái nhân tốt thì họ sẽ được an lạc. Mình có kính thì họ cũng an lạc, họ cũng giải thoát. Mà mình có ghét thì họ cũng an lạc, họ cũng giải thoát. Còn đối với người không trì giới mà chúng ta ghét họ, chúng ta khinh thường họ, thì chúng ta liệu có được an lạc, có giải thoát không? Khi chúng ta bị họ tác động, bị họ cuốn theo. Cho nên sự mến mộ hay là cái sự ghét bỏ, sự yêu chuộng và cái chúng ta không thích, tất cả những thứ này đối với lại tính giác thì nó hoàn toàn không tác dụng. Và chúng ta cần thấy rõ được nó, thấy rõ để biết, biết để chúng ta bình yên, chứ không phải thấy để biết và biết để lựa chọn, hoàn toàn không có. Ở đây Đức Phật đưa ra một thí dụ với Bồ Tát Phổ Nhãn, là cái tính giác này cũng giống như là con mắt sáng thấy rõ tất cả các cảnh. Thì cái sáng này nó trùm khắp hết, không có yêu, không có giận, không có ghét. Như vậy con mắt sáng này là con mắt thấy hay là cái gì thấy? Quý vị,
Con mắt sáng thấy được tất cả mọi vật là do con mắt thấy hay là do cái gì thấy? Do cái tâm thấy. Sao quý vị biết do cái tâm thấy? Là tại vì có nhiều người người ta không có con mắt, người ta có thấy không? Có thấy không? Người ta không thấy những cái vật giống như mình, nhưng mà ta thấy cái khác. Người ta thấy bằng cái khác. Ở đây muốn nói cái tánh sáng ở trong con mắt. Cái đó mới là quan trọng, chứ không phải là do con mắt thấy, mà là cái tánh sáng này nó làm cho chúng ta thấy. Cho nên không có ánh sáng ở bên ngoài, không có đèn, người ta có thấy không? Cũng thấy. Bây giờ mình nhắm mắt là mình ngủ, nên mình nhắm mắt là mình thấy không? Cũng thấy. Thấy cái bóng tối, thấy cái đen đen. Rồi mình nhắm mắt mình nhíu cũng thấy cái đỏ 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 ở trong con mắt của mình, phải không? Cái đó cũng là thấy. Cái thấy đó có phải do con mắt thấy không? Không. Đây gọi là cái tánh thấy. Cái tánh thấy này tức là cái tánh sáng. Nhờ nó mà chúng ta có thể phân biệt, có thể thấy được. Thì cái tánh thấy này, cái sáng này, nó không vướng bận bởi tốt và xấu, thương và ghét. Quý vị có hiểu cái đoạn này không? Nói nhiều vào trong kinh điển quá, quý vị nghe hơi mệt phải không? Thì chúng ta tu tập là cốt yếu chúng ta sống với lại cái tánh này. Cái tánh sáng này, cái tánh thấy này, cái này gọi là trí tánh thường minh. Cái giác tánh của mình đó. Là thường là tập sống với cái này nè. Chúng ta tu là tu với cái này. Để chúng ta bình thản. Cũng trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát một đoạn như sau, rất hay. Thầy xin phép đọc cho quý vị nghe. Này thiện nam tử, tất cả chướng ngại tức là giác hoàn toàn. Niệm chính hay niệm bất chính đều là giải thoát. Lập được pháp hay phá được pháp đều là niết bàn. Trí huệ hay ngu si cũng là bát nhã. Bồ Tát hay ngoại đạo thành tựu các pháp đều là bồ đề. Vô minh chân như không khác cảnh giới. Giới định huệ và dâm nộ si đều là phẩm hạnh. Chúng sanh quốc độ đều đồng một pháp tánh. Địa ngục cung trời cũng là tịnh độ. Có tánh không có tánh đều là Phật đạo. Tất cả phiền não hoàn toàn giải thoát. Biển huệ pháp giới soi rõ các tướng cũng như hư không. Đây gọi là tánh giác tùy thuận của Như Lai. Ở đây Đức Phật muốn nói về cái tánh giác đó, tánh giác tùy thuận của Như Lai. Hãy thấy có chúng sanh thì Đức Phật nói với chúng sanh. Hãy thấy có Bồ Tát, Đức Phật nói với Bồ Tát. Hãy thấy rắn, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Đức Phật nói với những chúng sanh cảnh giới đó. Cho nên cái chánh niệm hay là cái không chánh niệm, cái phẩm hạnh hay là cái nhớp nhơ, tất cả những cái đó đều tùy thuận theo cái cảnh giới đó mà Như Lai nói. Thì tất cả những điều Như Lai nói, Như Lai hóa giải, hướng dẫn, tu tập, có những pháp môn này, pháp môn kia, hoàn toàn lưu xuất từ tánh giác của Ngài nói ra, nhằm giúp cho những đối tượng đó, những hoàn cảnh đó, những chúng sanh đó, những cảnh giới đó, họ đều được tự tại giải thoát. Cái đó gọi là giác tánh tùy thuận của Như Lai. Nhưng thực chất nó không có những thứ đó. Vì cái giác tánh nó không có những thứ đó, mà do Đức Phật khéo sử dụng cái phương tiện tùy thuận mà cái giác tánh này có ra pháp thanh văn, pháp duyên giác, pháp dành cho đại thừa, tiểu thừa, pháp dành cho bậc thượng căn, thượng trí, pháp dành cho người các ké kỳ nhông như thầy trò mình. Đó, pháp môn này, pháp môn kia, tất cả cái này đều lưu xuất từ giác tánh của Như Lai. Đức Phật khéo dùng phương tiện để chỉ dạy, cái giác tánh này hoàn toàn nó không có những thứ đó, mà do Đức Phật nói ra. Cái đó gọi là tùy thuận của Như Lai. Quý vị hiểu không? Cho nên căn cứ trên giác tánh, Đức Phật mới nói với lại Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát rằng tất cả những thứ chướng ngại đều là giác ngộ hoàn toàn. Là tại vì đứng trên giác tánh mà thấy thì đâu có gì chướng ngại, đâu có gì chướng duyên, nó là giác ngộ. Thấy không? Chánh niệm hay là tạp niệm, nó cũng là giải thoát. Bởi vì Đức Phật chỉ nói được với Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát,
chỗ này thôi, chứ không được nói với người khác. Tại nói người khác không được, phải là thanh tịnh huệ. Vị Bồ Tát này là vị Bồ Tát có trí huệ thanh tịnh, tức là cái hiểu biết nó sâu lắng và nó vắng mặt hết tất cả mọi đối đãi, thì trí giác này nó mới hiện bài, tánh giác này nó mới hiện ra. Chứ còn chúng ta có trí huệ thiệt, nhưng mà chúng ta bị kẹt vào cái suy nghĩ của mình, cái trí huệ của mình, cái hiểu biết của mình, và chính những cái đúng cái sai, cái quan niệm của mình nó làm cho mình kẹt. Cho nên Đức Phật đâu có nói với mình được. Nó Đức Phật mà nói với mình cái kiểu này, mình nói trời ơi Phật nói kiểu này con chết. Chánh niệm mà với tạp niệm mà nó giống nhau, nó đều gọi là giải thoát, thì tao con tu làm chi nữa Phật, phải không? Phải không quý vị? Nó tất cả những chướng ngại Đức Phật cho rằng đó là giác ngộ hoàn toàn. Thì như vậy thầy trò mình ngồi để gõ mỏ tụng kinh làm chi, ăn chay niệm Phật làm chi nữa? Mình đi đua xe, mình đi nhảy vũ trường, mình nhảy tưng tưng vậy mình cũng giác ngộ mà, phải không quý vị? Tại vì mình không phải là trí huệ thanh tịnh sáng suốt, mà trí huệ của mình là trí huệ của sự phân biệt và vướng kẹt trên ngã chấp. Cho nên Đức Phật chỉ nói mỗi một thanh tịnh huệ Bồ Tát mà thôi. Tóm lại, không hiểu gì hết. Thầy thấy quý vị cận ngơ là thầy biết rồi. Thôi đi, cái này từ từ nói sao đi, mệt quá. Quý vị phải đọc thêm, phải suy nghĩ thêm ha. Thưa với lại quý vị, trở lại cái điều mà tổ nói thương ghét. Thầy thấy mình khỏi có phân biệt cái chuyện gì nữa, khỏi nói nhiều. Bây giờ mình đây nè, là Phật tử với nhau thôi nè. Quý vị có thương ghét về pháp môn tu của mình không? Có không? Có. Để mà tôi tu tịnh độ thì tôi không có ưa cái chị tu thiền, phải không? Thậm chí tôi quy y với sư phụ này thì bà đừng có rủ tôi đi với sư phụ khác. Sư phụ của bà lo, sư phụ tôi lo, đừng có xía vô nhiều chuyện. Có không? Có đó, có thương ghét hết á. Bây giờ mình quy y với thầy này là sư phụ của mình. Mình tình cờ mình gặp thầy này, một thầy lạ ngồi kế sư phụ mình cúng dường hai phong bì bằng nhau không? Không, là cái chắc. Sư phụ khá hơn chút. Đó là bình thường đó. Cũng từ thương ghét, cũng từ sự phân biệt. Ghét cái màu da này, nó không giống như là màu da của tôi. Ghét cái đạo này, nó không phải là cái đạo của tôi. Ghét cái tôn giáo này, nó không phải tôn giáo của tôi. Tôi ghét cái tóc này, nó không phải là cái tóc của tôi. Tôi ghét cái áo quần này, nó không phải là cái áo quần của tôi. Vậy cái nào đúng? Cuối cùng chúng ta đi vòng vòng với mấy cái ghét cái thương này. Cho nên thương ghét có khi không kiểm soát được, nó sẽ đẩy lên tới đỉnh điểm, đó là tội ác. Quý vị thấy những cái nạn diệt chủng đó là cũng do phân biệt. Phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc cũng do thương ghét. Rồi văn hóa, văn hóa này là không đồng hóa với văn hóa khác. Rồi văn hóa khác thì lại muốn đồng hóa với văn hóa này. Cho nên cuối cùng cái cạnh tranh với nhau gây ra những bất an trong xã hội và khiến cho thế giới này nó bất ổn. Mình tu thôi đó, vô cái đạo Phật mình thôi đó, cũng có chuyện này chuyện kia, cũng có tiếng này tiếng nọ, người vô chùa trước người vô chùa sau, người gần ông thầy người không gần ông thầy, khổ ghê vậy đó, có không? Thầy thấy mấy cảnh này thầy khổ. Thầy khát nước hồi đó thầy hay kêu rót cho thầy ly nước cho con, chứ giờ thầy khó khát nước thầy tự đi rót. Thầy mà nói một cái có ba cái ly nước, không biết uống ly nào, uống trừ cơm luôn. Cho nên thầy không có dạy cờ mà thầy nói vậy nữa. Cũng vậy nữa, Phật tử đem tới đồ ăn thì thầy thấy cũng ngon, thầy nói ngon ngon, hễ mà khen ngon là thầy ăn chết dịch luôn cái món đó cả tháng trời. Khổ không quý vị? Khổ quá chứ không phải giỡn đâu. Như vậy người Phật tử mình làm gì hả quý vị? Mình làm gì đối với lời dạy của Đức Phật trong cái hoàn cảnh này? Mình không làm những chuyện mà bị thiên hạ ghét bỏ, mình có bình yên không? Người ta ghét cái đó, đương nhiên mình không làm rồi, phải không? Bây giờ nói cái nhà mình thôi. Cái nhà mình là bây giờ ai cũng ở sạch, có nghĩa rằng
tập thể gia đình mình ghét ở dơ, thì mình có dại khờ mình đi ở dơ không? Có không? Không, chắc chắn là không. Nhưng mà cái tánh của mình là tánh ở dơ, trừ làm rắn ha. Giờ phải làm sao? Hả quý vị? Và cái nhà của mình là không thích nói nhiều, mà mình là chí ché từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, nói không mệt. Bây giờ làm sao? Đó, mình không làm những gì mà thiên hạ ghét bỏ, nhất định là mình phải làm đó. Tại nó đã được trở thành quy định. Có những quy định bất thành văn nữa kìa, chúng ta làm ngược lại họ ghét. Thậm chí chúng ta làm cái đúng nó còn ghét nữa. Đơn giản thôi. Cách đây mấy năm, thầy đi tới đèn đỏ, thầy dừng lại. Cái bà ngoài sao bà nói: đứng hoài vậy sống chạy đi. Ủa đèn đỏ mà đứng lại mà cũng bị la quý vị. Bà nói đường không có ai sao chịu đi đi. Đó quý vị thấy ngộ không? Có những cái mình làm đúng mà vẫn bị la đó. Có một lần thầy đi, thì đi công chuyện bình thường thôi, vô cái chùa đó thầy thấy nó bề bộn tùm lum đồ hết, mà có những thứ đồ nó đang nằm ở trên bàn nó rơi xuống đất. Thì thầy thôi sẵn rồi, thì sẵn tay mình lụm mình sắp lên. Xong rồi quý vị biết, thầy đi vô cái chỗ gặp thầy trụ trì, dép dài rồi lộn xộn lu su bu hết. Thầy mới sắp lại 3-4 đôi dép đó, trong đó có mấy đôi guốc cao gót. Thầy phải đứng chờ, thầy biết thầy là kẻ đến sau mà. Thầy phải đứng thầy chờ. Có một cái bà đó, bà đi ra sớm. Bà nói: trời ơi thầy rảnh quá ha, đi sắp dép nữa. Sắp cho họ, họ còn la đó. Thầy thấy đôi dép mà nó nằm hai chiếc và nó dang ra hai nơi là thầy khó chịu. Mà một chiếc nằm ngửa, một chiếc nằm sắp là thầy cũng khó chịu. Mà dép dài cao gót là nó hay bị cái kiểu đó, phải không mấy o? Thầy sắp lại cho ngay ngắn cũng bị la. Những cái mà mình cho rằng đúng đó người ta không chịu. Tại trong cái chỗ đó nó quan niệm như vậy, rồi mình làm ngược lại là đâu có được. Bây giờ quý vị đi làm việc cũng vậy. Thầy thấy bây giờ trong cái chỗ của mình làm, cái sở của mình làm đó, có những cái nó không có trong quy định, mà bây giờ ông sếp ông bắt làm như vậy, và mọi người cũng làm theo. Làm theo mới yên, còn không làm theo không yên. Bây giờ mình mới xin vô mình khó chịu quá, mình cãi lại, đồng với nghĩa ông thảy cho mình cái thùng giấy, dọn đồ biến, đuổi việc mình á, đuổi khéo mình á. Rồi mình làm sao? Luôn bảo vệ cái đúng, luôn đấu tranh vì cái đúng, có khi nó sẽ trở thành một áp lực. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta tu tập, đương nhiên chúng ta phải chọn cái đúng rồi, chúng ta không chọn cái sai. Nhưng có những hoàn cảnh, có những trường hợp chúng ta chọn cái đúng, đồng với nghĩa chúng ta sẽ bị cô lập, thậm chí chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Thì chúng ta làm sao? Mình có đồng ý cộng nghiệp với họ không? Hả quý vị? Không cộng nghiệp thì chúng ta đi đâu? Chúng ta phải ra đi. Mà liệu chúng ta có đủ cái thời gian, cái hoàn cảnh để chúng ta ra đi, chúng ta lặp lại không? Hay là chúng ta ở lại, ai làm gì kệ họ, tôi không quan tâm, tôi không bận lòng, đó, tôi sống giống Bồ Tát vậy đó, nó đúng kệ nó sai kệ nó chánh niệm kệ nó tạp niệm kệ nó. Thầy nghĩ những vấn đề này nó không hề nhỏ, và nó trở thành những câu hỏi lớn trong suy nghĩ của các bạn trẻ và những người mà đi làm việc hiện tại. Không phải lúc nào chúng ta cũng như ý mình đâu. Có những trường hợp chúng ta thấy sai chúng ta cũng không dám nói. Thấy rõ ràng luôn, thấy mười mười luôn cũng không dám nói. Nói đi rồi thấy cái cảnh con. Xin thưa với lại quý vị, nhất định chúng ta phải tập lựa chọn. Lựa chọn cái tốt để chúng ta sống, để chúng ta làm, chúng ta noi theo, vì một xã hội công bằng, vì một nếp sống bình yên. Hơn nữa mình là người Phật tử,
nhất định sự hiện diện của mình không để cho người khác khó chịu. Chúng ta phải tập sống để cho người ta thương mến với những đức tính thật thà, không gian dối. Và chúng ta là người Phật tử, tuyệt đối chúng ta không kỳ thị, không ghét bỏ, không loại trừ, và thậm chí chúng ta không khinh khi những cái sai trái, mà chúng ta phải có trách nhiệm để cải thiện nó. Và tất cả những thứ này phải được xác định ngay từ đầu trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta ở đời thường. Và chúng ta cũng phải khéo léo để chúng ta tồn tại giữa cái đúng và cái sai, để mục đích của chúng ta nhằm cải thiện cái sai thành cái đúng cho nó thành tựu. Chứ đừng quá cực đoan, đừng quá gấp rút, rồi đừng quá mà thể hiện cái quan điểm của mình sớm quá, thì coi chừng mục đích của chúng ta sẽ không thành tựu. Cái chuyện đáng ghét, thật ra đối với người học Phật thì chúng ta hãy chuyển nó thành cái đáng thương. Đó là nền tảng từ bi đó, để chúng ta hóa giải những cái đáng ghét. Thí dụ mình có một đứa con nó ăn mặc hơi lố lăng, cha mẹ nào cũng chướng mắt hết, phải không quý vị? Nhưng bây giờ nó thích mặc như vậy đó, trống trước hở sau, điên vòng bị trúng gió. Bây giờ làm sao? Lẽ mình gặp nó mình mắng nó hoài, ngày nào mình cũng gặp nó, không lẽ ngày mình mắng nó ba lần, mình la nó riết rồi mình cũng mệt, nó cũng mệt, mình bỏ liều, nhưng mà mình có hóa giải được không? Cho nên chuyện đó chuyện rất đáng ghét. Thì mình phải xử lý bằng cách nào? Mình ghét nó quá, mình nói không được, mình bỏ mặt nó, tức là mình loại trừ, mình tiêu diệt. Chừng nào mày làm theo ý tao thôi, cái này không ổn. Nó mà ương ngạnh, nó cứng đầu á, là nó cố tình nó chọc tức mình, nó đi cà nhõng cà nhảnh trước mặt mình cho mình ói máu luôn. Có mấy Phật tử, xin lỗi, có mấy người không phải là Phật tử đi tới chùa thầy mà ăn mặc nó không có phù hợp, có mấy bác Phật tử kéo họ ra la họ, thầy thấy bị phản tác dụng. Họ còn đi cà nhõng, họ cố tình đi cà nhõng cà nhảnh trước mặt mấy thầy nữa, không dám đi trước mặt thầy, nhưng mà đi trước mặt mấy chú, lạng qua lạng lại, dẹo tới dẹo lui. Thầy thấy tội nghiệp mấy chú ghê vậy, nó làm bộ nó hỏi chú đi toilet ở đâu vậy chú. Ông chú, thầy để ý ông chú không trả lời, ông không dám nhìn vào thẳng mặt cái cô đó, ông trả lời, ông cứ nhìn kia, đi ngoài sao cô, sao chỗ nào vậy chú. Nó cố tình nó chọc ghẹo mà. Gặp quý vị làm sao, nắm tay dẫn nó đi à. Mấy chú thì lại ngại, không dám tiếp xúc, không dám tiếp xúc, không nhìn mặt, nhìn xuống dưới đất hoặc nhìn hướng khác. Như cái bóng hình của cái con nhỏ đó đã dính vô trong tâm rồi, dính vô trong tâm rồi. Do dính vô trong tâm mới thấy được, mới phân biệt được là cô này ăn mặc nó phản cảm cho nên cố tình tránh đi.